Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tĩnh Nguyện Buổi Sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày, để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn, và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Chương 13. Đức Giê-hô-va lại phán cùng Mô-sê và A-rôn rằng: Khi một người nào da trên mình nổi sưng, muột lở hoặc một đếm trắng, dường sẽ trở thành trên da mình một vít phun, thì người ta phải dẫn người đó đến thầy tế lễ A-rôn hay là đến một trong các con trai người là những thầy tế lễ. Thầy tế lễ sẽ kháng vít ở trên da thân người. Nếu lông vít đó đã trở thành trắng và nếu vít hủng xuống sâu hơn da thân mình, ấy là một vít phun, thầy tế lễ kháng rồi sẽ định người này là ô uế. Còn nếu có một đếm trắng trên da thân người, đếm không sủng xuống sâu hơn da, và nếu lông không trở thành trắng, thì thầy tế lễ phải giam người đó trong 7 ngày. Qua ngày thứ 7, thầy tế lễ sẽ kháng người. Nếu vít đó ngừng lại, không ăn lan trên da, thì phải giam người một lần thứ nhì 7 ngày nữa. Qua ngày thứ 7, thầy tế lễ sẽ kháng người lại. Nếu vít đó đã tái, không ăn lan trên da, thì thầy tế lễ sẽ định người đó là tinh sạch, ấy là muột lở mà thôi. Người đó phải giặt áo sống mình thì sẽ được tinh sạch. Nhưng nếu sau khi người đã đến trước mặt thầy tế lễ để được định là tinh sạch, muột lở còn phát lại trên da, thì người phải đến thầy tế lễ một lần thứ nhì. Thầy tế lễ sẽ kháng cho. Nếu muột lở đã ăn lan trên da, thì phải định người là ô uế, ấy là bệnh phung vậy. Khi có một vết phung trên người nào, thì phải dẫn người đó đi tỏ mình cùng thầy tế lễ. Thầy tế lễ kháng cho. Nếu có nổi sưng sắc trắng trên da làm cho lông trở thành trắng và có một lằn thịt chín đỏ nơi chỗ sưng đó, ấy là bệnh phung thâm niên trong da của thân người. Thầy tế lễ sẽ định người là ô uế, không nên giam họ vì đã bị ô uế rồi. Còn nếu phung lở trên da, bao phủ hết da của người có vít đó, từ đầu chí chân, khắp nơi nào thầy tế lễ dòm thấy được, thì thầy tế lễ phải kháng cho. Nếu phung bao phủ cùng hết thịt, thì sẽ định người có vít là tinh sạch, người đã hóa trắng cùng mình, nên được tinh sạch vậy. Nhưng ngày nào phát ra thịt chín đỏ, thì người bị ô uế. Khi thầy tế lễ thấy thịt chín đỏ, thì phải định người là ô uế. Thịt chín đỏ là ô uế, ấy là bệnh phung vậy. Nhưng nếu thịt chín đỏ thay đi hóa ra trắng, thì người phải đi tỏ mình cùng thầy tế lễ. Thầy tế lễ kháng cho. Và nếu vít đã trở thành trắng, thì phải định người có vít là tinh sạch, vì đã được tinh sạch rồi. Khi nào một người nào trên da thân mình có muột chốc đã chữa lành, và tại chỗ muột chốc có nổi sưng sắc trắng hay là một đếm trắng hồng, thì người đó phải đi tỏ mình cùng thầy tế lễ. Thầy tế lễ kháng cho. Nếu cái đếm hủng sâu hơn da và nếu lông trở thành trắng, thì thầy tế lễ phải định người là ô uế, ấy là một vít phung đã lở trong muột chốc vậy. Còn nếu thầy tế lễ kháng không thấy lông trắng trong chỗ đếm, không hủng sâu hơn da và thấy đã trở thành tái, thì hãy giam người đó trong 7 ngày. Nếu đếm ăn lan trên da, thì thầy tế lễ phải định người là ô uế, ấy là một vít phung vậy. Còn nếu vít cầm cự một chỗ không ăn lan ra, ấy là thẹo của muột chốc, thầy tế lễ phải định người là tinh sạch. Khi người nào bị phỏng lửa trên da và dấu phỏng là một đếm trắng hồng hay là trắng, thì thầy tế lễ kháng cho. Nếu trong đếm lông trở thành trắng và nếu đếm hủng sâu hơn da, ấy là bệnh phung lở trong muột phỏng vậy. Thầy tế lễ phải định người này là ô uế, ấy là một vít phung. Còn nếu thầy tế lễ kháng không thấy lông trắng trong đếm, không hủng sâu hơn da và thấy đã tái rồi, thì hãy giam người này trong 7 ngày. Qua ngày thứ 7, thầy tế lễ kháng người. Nếu đếm ăn lan trên da, thì phải định người là ô uế, ấy là vít phung. Còn nếu đếm cầm cự một chỗ không ăn lan trên da và tái đi, ấy là sưng phỏng, thầy tế lễ phải định người là tinh sạch, vì là thẹo phỏng lửa. Khi nào một người nam hay nữ có vít trên đầu hoặc nơi râu, thì thầy tế lễ kháng vít đó. Nếu vít hủng sâu hơn da,
có lông nhỏ vàng vàng, thì thầy tế lễ phải định người ra ô uế. Ấy là tật đồng đanh, tức là bệnh phung của đầu hay là của râu. Còn nếu khi thầy tế lễ kháng vít đồng đanh, thấy vít không hủng sâu hơn da và không thấy có lông đen, thì phải giam người có vít đồng đanh trong 7 ngày. Qua ngày thứ 7, thầy tế lễ kháng vít. Nếu đồng đanh không ăn lan ra, không có lông vàng vàng và không hủng sâu hơn da, thì người đó phải cạo gọt, nhưng không nên cạo gọt chỗ vít đồng đanh. Rồi thầy tế lễ sẽ giam người một lần thứ nhì 7 ngày nữa. Đoạn ngày thứ 7, thầy tế lễ kháng cho. Nếu đồng đanh không ăn lan trên da, không hủng sâu hơn da, thì thầy tế lễ phải định người là tinh sạch. Kẻ bệnh phải giặt áo sống mình thì sẽ được tinh sạch. Nhưng nếu sau khi người đã được định là tinh sạch, đồng đanh lại còn ăn lan trên da, thì thầy tế lễ phải kháng cho. Nếu đồng đanh đã ăn lan trên da rồi, thầy tế lễ không cần tìm thấy lông vàng vàng, người đã bị ô uế. Nhưng nếu đồng đanh xem bộ ngừng lại và đã lố mọc lông đen, đồng đanh đã lành, người đã được tinh sạch, và thầy tế lễ phải định người là tinh sạch. Khi nào người nam hay nữ trên da thân mình có những đếm trắng, thầy tế lễ sẽ kháng cho. Nếu trên da thân người có những đếm trắng xanh, ấy là một đếm trắng lở trên da mà thôi, người vẫn tinh sạch. Khi một người nào đầu rụng tóc, ấy là một người sói đầu, người vẫn tinh sạch. Nếu đầu người rụng tóc về phía mặt, ấy là một người sói tráng, người vẫn tinh sạch. Còn nếu trong chỗ sói phía trước hay là phía sau có một vít trắng hồng, ấy là bệnh phung lở ra ở chỗ sói phía trước hay là phía sau. Thầy tế lễ phải kháng cho. Nếu nơi sưng của vít trong chỗ sói phía trước hay là phía sau có màu trắng hồng giống như bệnh phung tại da của thân người, thì người này bị phung, thầy tế lễ sẽ định người là ô uế, vít người ở nơi đầu. Vả người đã bị vít phung rồi phải xé quần áo đầu trần, che râu lại và la rằng: ô uế, ô uế. Trọn lúc nào người có vít thì sẽ bị ô uế, phải ở một mình ngoài trại quân. Khi nào lên mốc trên quần áo như vít phung, bất luận trên quần áo bằng lông chiên hay quần áo bằng vải gai, trên canh hay trên chỉ bằng gai hoặc bằng lông chiên, trên da hay là trên món nào bằng da, nếu vít đó màu xanh xanh hay đỏ đỏ, trên quần áo hoặc trên da, trên canh hoặc trên chỉ hay là trên món nào bằng da, thì phải coi như bệnh phung, đem đến tỏ cho thầy tế lễ. Thầy tế lễ sẽ kháng cho và giam món có vít ấy trong 7 ngày. Qua ngày thứ 7, thầy tế lễ kháng vít lại. Nếu vít ăn lan trên quần áo, trên canh hay chỉ, trên da hay trên món chi bằng da, thì phải coi như bệnh phung ăn luồn, món đó bị ô uế. Vậy người phải đốt quần áo, canh hay chỉ bằng lông chiên hoặc bằng gai hoặc các món chi làm bằng da ở trên nó mà đã bị vít, vì là một bệnh phung ăn ruồng, phải thiêu đi. Còn nếu thầy tế lễ kháng chẳng thấy vít đó ăn lan trên quần áo, trên canh hay trên chỉ hoặc các món chi làm bằng da, thì người hãy biểu họ đem giặt món có vít đó đi, rồi giam nó một lần thứ nhì trong 7 ngày nữa. Khi giặt rồi, thầy tế lễ sẽ kháng lại. Nếu vít đó không phai màu và cũng chẳng ăn lan ra, thì món đó là ô uế. Ngươi hãy đem thiêu đi, vì là một thứ vít mốc ăn vào bề trái hay là bề mặt. Còn nếu sau khi giặt rồi, thầy tế lễ thấy vít đã tái, thì phải gỡ nó khỏi quần áo, da, canh hay chỉ đi. Nếu vít mốc còn ló lên lại trên quần áo, trên canh hay chỉ hoặc trên món chi bằng da, thì phải coi như một vít phung và thiêu món có vít đó đi. Nhưng quần áo, canh hay chỉ hoặc món nào bằng da mà ngươi đã giặt và vít đã lặn rồi, thì hãy đem giặt một lần thứ nhì nữa, đoạn sẽ được tinh sạch. Đó là luật lệ về vít lên mốc như phung trên quần áo bằng lông chiên hay bằng vải gai, trên canh hay chỉ hoặc trên món chi bằng da. Chiếu theo luật lệ đó mà phải định là tinh sạch hay là ô uế. Chương 4. Vậy tôi là kẻ tù trong Chúa, khuyên anh em phải ăn ở một cách xứng đáng với chức phận mà Chúa đã gọi anh em. Phải khiêm nhường đến điều, mềm mại đến điều,
phải nhịn nhục, lấy lòng thương yêu mà chiều nhau, dùng dây hòa bình mà giữ gìn sự hiệp một của Thánh Linh. Chỉ có một thân thể, một Thánh Linh, như anh em bởi chức phận mình đã được gọi đến một sự trông cậy mà thôi. Chỉ có một Chúa, một đức tin, một phép báp têm. Chỉ có một Đức Chúa Trời và một Cha của mọi người. Ngài là trên cả mọi người, giữa mọi người và ở trong mọi người. Nhưng đã ban ân điển cho mỗi một người trong chúng ta theo lượng sự ban cho của Đấng Christ. Vậy nên có chép rằng Ngài đã lên nơi cao dẫn muôn vàn kẻ phu tù và ban các ơn cho loài người. Và những chữ Ngài đã lên có nghĩa gì? Há chẳng phải là Ngài cũng đã xuống trong các miền thấp ở dưới đất sao? Đấng đã xuống, tức là Đấng đã lên trên hết các tầng trời để làm cho đầy dẫy mọi sự. Ấy chính Ngài đã cho người này làm sứ đồ, kẻ kia làm tiên tri, người khác làm thầy giảng tin lành, kẻ khác nữa làm mục sư và giáo sư, để các thánh đồ được trọn vẹn về công việc của chức dịch và sự gây dựng thân thể Đấng Christ, cho đến chừng chúng ta thảy đều hiệp một trong đức tin và trong sự hiểu biết con Đức Chúa Trời, mà nên bậc thành nhân được tầm thước vóc dạc trọn vẹn của Đấng Christ. Ngài muốn chúng ta không như trẻ con nữa, bị người ta lừa đảo, bị mưu trước dỗ dành làm cho lầm lạc mà dao động và dời đổi theo chiều gió của đạo lạc, nhưng muốn cho chúng ta lấy lòng yêu thương nói ra lẽ chân thật, để trong mọi việc chúng ta đều được thêm lên trong Đấng làm đầu, tức là Đấng Christ. Ấy nhờ Ngài mà cả thân thể ràng buộc vững bền bởi những cái lắc léo, khiến các phần giao thông với nhau tùy lượng sức mạnh của từng phần, làm cho thân thể lớn lên và tự gây dựng trong sự yêu thương. Vậy này là điều tôi nói và điều tôi nhân danh Chúa mà rao ra. Ấy là anh em chớ nên ăn ở như người ngoại đạo nữa. Họ theo sự hư không của ý tưởng mình, bởi sự ngu muội ở trong họ, và vì lòng họ cứng cỏi nên trí khôn tối tăm, xa cách sự sống của Đức Chúa Trời. Họ đã mất cả sự cảm biết, đành bỏ mình trong một đời buông lung, đem lòng mê đắm không biết chán mà phạm hết mọi điều ô uế. Nhưng anh em học cho biết Đấng Christ thì chẳng phải như vậy. Vì anh em đã nghe đạo Ngài và được dạy dỗ trong Ngài, y theo lẽ thật trong Đức Chúa Giêsu, rằng anh em phải bỏ cách ăn nết ở ngày trước, thoát lốt người cũ là người bị hư hỏng bởi tư dục dỗ dành, mà phải làm nên mới trong tâm trí mình và mặc lấy người mới, tức là người đã được dựng nên giống như Đức Chúa Trời trong sự công bình và sự thánh sạch của lẽ thật. Như vậy, mỗi người trong anh em phải chừa sự nói dối, hãy nói thật với kẻ lân cận mình, vì chúng ta làm chi thể cho nhau. Ví bằng anh em đương cơn giận thì chớ phạm tội, chớ căm giận cho đến khi mặt trời lặn, và đừng cho ma quỷ nhân dịp. Kẻ vốn hay trộm cắp chớ trộm cắp nữa, nhưng thà chịu khó chính tay mình làm nghề lương thiện, đặng có vật chi giúp cho kẻ thiếu thốn thì hơn. Chớ có một lời dữ nào ra từ miệng anh em, nhưng khi đáng nói hãy nói một vài lời lành giúp ơn cho và có ích lợi cho kẻ nghe đến. Anh em chớ làm buồn cho Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời, vì nhờ Ngài anh em được ấn chứng đến ngày cứu chuộc. Phải bỏ khỏi anh em những sự cay đắng, buồn giận, tức mình, kêu rêu, mắng nhiếc cùng mọi điều hung ác. Hãy ở với nhau cách nhân từ, đầy dẫy lòng thương xót, tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ anh em trong Đấng Christ vậy. Chương 5. Vậy, anh em hãy trở nên kẻ bắt chước Đức Chúa Trời, như con cái rất yêu dấu của Ngài. Hãy bước đi trong sự yêu thương, cũng như Đấng Christ đã yêu thương anh em, và vì chúng ta phó chính mình Ngài cho Đức Chúa Trời làm của dân và của tế lễ, như một thức hương có mùi thơm. Phàm những sự gian dâm, hoặc sự ô uế, hoặc sự tham lam, cũng chớ nên nói đến giữa anh em theo như cách xứng đáng cho các thánh đồ. Chớ nói lời tục tiểu, chớ giễu cợt,
chứ giả ngộ tầm phào là những điều không đáng, nhưng thà cảm tạ ơn Chúa thì hơn. Vì anh em phải biết rõ rằng kẻ gian dâm, ô uế, tham lam, tức là kẻ thờ hình tượng, không một kẻ nào được giữ phần kế nghiệp của nước Đấng Christ và Đức Chúa Trời. Đừng để cho ai lấy lời giả trá phỉnh dỗ anh em, vì ấy là nhân những điều đó mà cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời giáng trên các con bạn nghịch. Vậy chớ có thông đồng điều chi với họ hết. Vả lúc trước anh em đương còn tối tăm, nhưng bây giờ đã nên người sáng láng trong Chúa. Hãy bước đi như các con sáng láng, vì trái của sự sáng láng ở tại mọi điều nhân từ, công bình và thành thật. Hãy xét điều chi vừa lòng Chúa và chớ dự vào công việc vô ích của sự tối tăm, thà quở trách chúng nó thì hơn. Vì dầu nói đến điều mà những người đó làm cách kín dấu cũng đã là hổ thẹn rồi, nhưng hết thảy mọi sự đã bị quở trách đều được tỏ ra bởi sự sáng. Phàm điều chi đã tỏ ra thì trở nên sự sáng vậy. Cho nên có chép rằng: ngươi đang ngủ, hãy thức, hãy vùng dậy từ trong đám người chết, thì Đấng Christ sẽ chiếu sáng ngươi. Vậy hãy giữ cho khéo về sự ăn ở của anh em, chớ xử mình như người dại dột, nhưng như người khôn ngoan. Hãy lợi dụng thì giờ, vì những ngày là xấu. Vậy chớ nên như kẻ dại dột, nhưng phải hiểu rõ ý muốn của Chúa là thế nào. Đừng say rượu, vì rượu xui cho luôn tuồng, nhưng phải đầy dẫy Đức Thánh Linh. Hãy lấy ca vịnh, thơ thánh và bài hát thiêng liêng mà đối đáp cùng nhau, và hết lòng hát mừng ngợi khen Chúa. Hãy thường thường nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta, vì mọi sự tạ ơn Đức Chúa Trời là Cha chúng ta. Hãy kính sợ Đấng Christ và vâng phục nhau. Ở kẻ làm vợ phải vâng phục chồng mình như vâng phục Chúa, vì chồng là đầu vợ, khác nào Đấng Christ là đầu hội thánh. Hội thánh là thân thể Ngài, và Ngài là cứu Chúa của hội thánh. Ấy vậy, như hội thánh phục dưới Đấng Christ, thì đàn bà cũng phải phục dưới quyền chồng mình trong mọi sự. Hỡi người làm chồng, hãy yêu vợ mình như Đấng Christ đã yêu hội thánh, phó chính mình vì hội thánh, để khiến hội nên thánh, sau khi lấy nước rửa và dùng đạo làm cho hội tinh sạch, đặng tỏ ra hội thánh đầy vinh hiển, không vết, không nhăn, không chi giống như vậy, nhưng thánh sạch không chỗ trách được ở trước mặt Ngài. Cũng một thế ấy, chồng phải yêu vợ như chính thân mình. Ai yêu vợ mình thì yêu chính mình vậy, vì chẳng hề có người nào ghét chính thân mình, nhưng nuôi nấng săn sóc nó như Đấng Christ đối với hội thánh, vì chúng ta là các chi thể của thân Ngài. Vậy nên người đàn ông phải lìa cha mẹ mà dính díu với vợ mình, hai người cùng nên một thịt. Sự mầu nhiệm ấy là lớn, tôi nói về Đấng Christ và hội thánh vậy. Thế thì mỗi người trong anh em phải yêu vợ mình như mình, còn vợ thì phải kính chồng. Chương 6. Hỡi kẻ làm con cái, hãy vâng phục cha mẹ mình trong Chúa, vì điều đó là phải lắm. Hãy tôn kính cha mẹ ngươi, ấy là điều răn thứ nhất có một lời hứa nối theo, hầu cho ngươi được phước và sống lâu trên đất. Hỡi các người làm cha, chớ chọc cho con cái mình giận dữ, hãy dùng sự sửa phạt khuyên bảo của Chúa mà nuôi nấng chúng nó. Hỡi kẻ làm tôi tớ, hãy run sợ, lấy lòng thật thà mà vâng phục kẻ làm chủ mình theo phần xác, như vâng phục Đấng Christ. Không phải vâng phục trước mặt người mà thôi, như các ngươi kiếm cách làm đẹp lòng người ta, nhưng phải như tôi tớ của Đấng Christ, lấy lòng tốt làm theo ý muốn Đức Chúa Trời. Hãy đem lòng yêu mến hầu việc chủ cũng như hầu việc Chúa, chẳng phải như hầu việc người ta. Vì biết rằng bất luận tôi mọi hay tự chủ, mỗi người đều sẽ nhận lãnh của Chúa tùy việc lành mình đã làm. Hỡi anh em là người làm chủ, hãy đối đãi kẻ tôi tớ mình đồng một thể ấy, đừng có ngâm dọa chúng nó, vì biết rằng mình với chúng nó đều có một chủ chung ở trên trời, và trước mặt Ngài chẳng có sự tây vị ai hết. Vả lại, anh em phải làm mạnh dạn trong Chúa, nhờ sức toàn năng của Ngài. Hãy mang lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời,
để được đứng vững mà địch cùng mưu kế của ma quỷ. Vì chúng ta đánh trận chẳng phải cùng thịt và huyết, bèn là cùng chủ quyền, cùng thế lực, cùng vua chúa của thế gian mờ tối này, cùng các thần dữ ở các miền trên trời vậy. Vậy nên hãy lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời, hầu cho trong ngày khốn nạn anh em có thể cự địch lại, và khi thắng hơn mọi sự rồi, anh em được đứng vững vàng. Vậy hãy đứng vững, lấy lẽ thật làm dây nịt lưng, mặc lấy giáp bằng sự công bình, dùng sự sẵn sàng của tin lành bình an mà làm giày dép. Lại phải lấy thêm đức tin làm thuẫn, nhờ đó anh em có thể dập tắt được các tên lửa của kẻ dữ. Cũng hãy lấy sự cứu chuộc làm mão trụ, và cầm gươm của Đức Thánh Linh là lời Đức Chúa Trời. Hãy nhờ Đức Thánh Linh thường thường làm đủ mọi thứ cầu nguyện và nài xin. Hãy dùng sự bền đổ trọn vẹn mà tỉnh thức về điều đó, và cầu nguyện cho hết thảy các thánh đồ. Cũng hãy vì tôi mà cầu nguyện, để khi tôi mở miệng ra, Chúa ban cho tôi tự do mọi bề, bày tỏ lẽ mầu nhiệm của đạo tin lành, mà tôi vì đạo ấy làm sứ giả ở trong vòng xiềng xích, hầu cho tôi nói cách dạng dĩ như tôi phải nói. Và muốn cho anh em cũng biết những sự thuộc về tôi và việc tôi làm, thì có Tychicơ, anh em rất yêu dấu của chúng ta, là tôi tớ trung thành của Chúa, sẽ báo tin mọi sự cho anh em. Tôi đã sai người đi, có ý cho anh em biết tình cảnh chúng tôi là thế nào, để yên ủi lòng anh em. Nguyện xin anh em được sự bình an, sự yêu thương, cùng đức tin ban cho bởi Đức Chúa Trời là Cha và bởi Đức Chúa Jesus Christ. Nguyện xin ân điển ở với hết thảy những kẻ lấy lòng yêu thương chẳng phai mà kính mến Đức Chúa Jesus Christ chúng ta. Thi Thiên thứ 20. Nguyện Đức Giê-hô-va đáp lời ngươi trong ngày gian truân, nguyện danh Đức Chúa Trời của Gia-cốp che chở ngươi. Từ nơi thánh sai ơn giúp đỡ ngươi, và từ Si-ôn nâng đỡ ngươi. Nguyện Ngài nhớ đến các lễ vật ngươi và nhậm những của lễ thiêu ngươi. Cầu xin Ngài ban cho ngươi điều lòng ngươi ước ao, làm thành các điều toan tính của ngươi. Chúng tôi sẽ vui mừng về sự cứu rỗi ngươi, và nhân danh Đức Chúa Trời chúng tôi dựng các ngọn cờ của chúng tôi lên. Nguyện Đức Giê-hô-va làm thành các điều ngươi sở cầu. Rày, tôi biết Đức Giê-hô-va cứu đấng chịu sức dầu của Ngài. Từ trên trời thánh, Ngài sẽ trả lời người nhờ quyền năng cứu rỗi của tay hữu Ngài. Kẻ này nhờ cậy xe cộ, kẻ khác nhờ cậy ngựa, nhưng chúng tôi nhờ cậy danh Giê-hô-va là Đức Chúa Trời chúng tôi. Các kẻ ấy bị khòm xuống và sa ngã, còn chúng tôi trỗi dậy và đứng ngay lên. Hỡi Đức Giê-hô-va, xin hãy cứu. Nguyện vua nhậm lời chúng tôi, trong ngày chúng tôi kêu cầu. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa hãy bày tỏ cho con biết, Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn, và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giê-xu Quýt thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghét, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báu của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Chúa ơi, xin hãy cáo trách và thanh tẩy khi môi miệng con nói điều dơ dáy không đẹp lòng Ngài. Xin Chúa hãy thêm sức và hướng dẫn con ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác. Hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm. Xin Chúa thêm lên cho con đức tin để mỗi ngày con trông cậy nơi Chúa càng hơn. Xin Chúa thêm lên sự sức dầu trên con để con bày tỏ danh của Ngài trên chính đời sống hàng ngày của con, để con như muối của đất, ánh sáng của thế gian. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con. Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng,
bình an nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong ngày. Con cảm ơn Chúa, con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã lắng nghe. Xin Thánh Linh Chúa cho sứ điệp này để khích lệ thêm động lực bạn bước đi với Chúa mỗi ngày. Mọi đóng góp ý kiến hay góp phần dâng hiến cho chương trình xin gửi về Gmail dưỡng linh cơ đốc 2020a@gmail.com. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách chia sẻ chương trình rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng xã hội. Hẹn bạn dưỡng linh hàng ngày tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.